Anh ơi, hôm trước cô có chia sẻ với anh là cô muốn tìm một cái căn nhà diện tích nó rộng, khoảng tầm trên 40m. Có căn nào thì quay video cho cô nha. Ok cô, trong video này Ngọc Ánh sẽ quay gửi tới quý vị đang theo dõi kênh một cái căn nhà diện tích rộng gần như hiện tại đang là rộng nhất của quận Hà Đông. Diện tích 45m², hướng nhà là hướng Tây Bắc, xây dựng độc lập duy nhất một căn. Đặc biệt lớn nhất của cái căn nhà này đó là xây dựng độc lập gần với lại bến xe Yên Nghĩa quý vị ạ. Từ cái căn nhà này cách bến xe Yên Nghĩa chỉ 800m thôi, giao thông đi lại vô cùng thuận tiện. Ngõ trước nhà như thực tế ở đây, ngõ ở đây mọi người nha, 2m rưỡi. Như Ngọc Ánh nhìn thực tế. Và mời quý vị theo em vào cụ thể cái ngôi nhà này. Đây, xây 4 tầng mọi người ơi. Đây là căn nhà mà Ngọc Ánh muốn quay gửi tới quý vị. Với căn nhà được xây dựng 45m² thì thiết kế ra sao nhỉ? Mời người theo em vào tầng 1 của ngôi nhà. Đây chính là phần tầng 1 của ngôi nhà. Căn nhà này ưu điểm của nó rất là lớn mọi người ạ. Lớn nhất đó là cái diện tích. Thì ở đây là cái phần chủ nhà thiết kế cái phần để xe, phần để xe riêng mọi người nha. Phần để xe máy ở đây như quý vị nhìn thực tế đây ạ. Đó, cửa hai lớp, thiết kế rất là ok. Lớp ngoài cửa và ngoài cổng này. Và ở đây là cái phần vào phần cửa chính của ngôi nhà. Phần tầng 1 mọi người ơi. Đây, với cái căn nhà này thiết kế rất là hợp lý. Mọi người đừng rời mắt khỏi video để có thể ngắm với cái diện tích 45m² rất là hiếm ở trên kênh của Nhà Tốt mọi người nha. Với đây là phần phòng khách của ngôi nhà quý vị ạ. Căn nhà này thì nhìn trên thực tế trên video đang vào phần hoàn thiện gần như là có thể khoảng tầm được tới 90% rồi. Còn 10% nữa là phần dọn dẹp nữa thôi là có thể dọn đồ về ở ngay. Giá chào bán căn nhà này rất hợp lý so với cái phần diện tích mọi người ơi. 2 tỷ 450 triệu đồng bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu. Căn nhà này thì nếu như mà quý vị sử dụng tiền mặt ý, thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 1 tỷ cho tới 1 tỷ 2 tiền mặt thôi. Đấy là phần trả trước, phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị khách hàng vay trong vòng tối đa là 25 năm và tối thiểu là 3 năm với những cái lãi suất ưu đãi nhất. Với cái vị trí của căn nhà thì rất là gần với bến xe Yên Nghĩa, gần với những cái tiện ích sinh hoạt xung quanh, gần với lại phường Phú Lãm. Cụ thể thì nó là thuộc Thanh Lãm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội. Căn nhà này gần với trường Đại học Đại Nam, trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại, trường Trung cấp Y Dược mọi người ạ. Nói chung là đi lại giao thông quá là thuận tiện. Trường mầm non cấp 1, cấp 2 đều đầy đủ. Với căn nhà được hoàn thiện đây, mọi người có thể nhìn thực tế ở phần phòng khách là phần trần thạch cao, hệ thống đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện đều được lắp đặt đầy đủ và phòng khách rất là rộng quý vị nha. Cửa thì được thiết kế lớp ngoài lớp trong đầy đủ cả cửa kính đó. Mọi người theo em vào phần phòng bếp của ngôi nhà. Mọi người ơi, đây là phần phòng bếp của ngôi nhà quý vị nhá, rất là rộng. Và với cái căn nhà này thiết kế rất là đặc biệt. Và điểm đặc biệt đấy, đây chính là điểm nhấn của ngôi nhà mọi người ạ. Đây, có một cái ô giếng trời rất là thoáng ở cái phần đằng sau của cửa nhà này. Đây, cái khu vực này ở đây là chủ có thiết kế luôn cho mình một cái vòi nước mọi người nha. Ở đây thì quý vị ạ, đây là phần phòng bếp. Nhưng mà ở đây chủ đầu tư cố tình thiết kế một cái khu vực để rửa, sau này để chế biến cái đồ tươi sống rất là hợp lý. Đó, căn nhà này thì chỉ còn 10% nữa, vần dọn dẹp thôi là có thể dọn đồ về và ở ngay. Xung quanh bếp thì quý vị nhìn thực tế giúp Ngọc Ánh nha, rất là đầy đủ. Chủ nhà thiết kế ở đây đã ốp toàn bộ gạch 30-60 lên trên tới tận trần này rồi. Xung quanh bếp đều được ốp hết rồi quý vị nhìn nha. Với những cái căn nhà này, thực tế để mà nói diện tích nó rất là hiếm ý mọi người ạ. Rất là hiếm, trên kênh của Ngọc Ánh chỉ đa phần là 30-35, nhiều nhất thì tầm 37-40m thôi. Nhưng căn nhà này Ngọc Ánh xin nhấn mạnh lại với quý vị, 45m², giá 2 tỷ 450 triệu đồng, bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Với quý vị nào có nhu cầu, mọi người muốn biết thêm thông tin về cái vay vốn thì vui lòng alo ngay cho em nha. Tiếp theo, vào phần phòng bếp của ngôi nhà. Thì toàn bộ cái phần phòng bếp này đã được hoàn thiện gần như là cũng chỉnh chu hết rồi. Tủ bếp thì được thiết kế ở đây là tủ gỗ ăn cường chống cong vênh mối ngọt này mọi người này. Đó, thiết kế hai cái màu, màu nâu và màu trắng, nó cũng rất là nhã nhặn. Phụ kiện bếp đi kèm thì cũng đầy đủ chất liệu inox 304. Đấy, vòi rửa, chậu rửa đầy đủ hết. Mặt bếp ốp đá đen granite, xung quanh bếp ốp gạch 30-60. Với cái không gian nhà này rất là rộng, rất là thoáng. Hướng nhà Tây Bắc, mặt tiền của ngôi nhà 3m25, mặt hậu 3m3, nở hậu mọi người nha. Tiếp theo, với tầng 1 của ngôi nhà thì còn có một phòng vệ sinh nho nhỏ, nhỏ nhắn xinh xắn nhưng mà đáp ứng cho quý vị đầy đủ cái công năng sử dụng bồn cầu cũng như vòi xịt, vòi rửa, hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà.
Cửa nhà vệ sinh thì thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp đây ạ. Nhà máy nhôm hệ Việt Pháp luôn quý vị nha. Đó. Ở cái căn nhà này hồ sơ điện, hồ sơ nước đều đã được lắp đặt đầy đủ rồi. Nói tóm lại là chỉ còn một chút nữa thôi là có thể dọn đồ về ở ngay. Mọi người đừng bỏ lỡ cái căn nhà này, rất là tiếc luôn ý ạ. Vì diện tích của nó rất là lớn, rất là hiếm luôn. Đó, tiếp theo hệ thống tay vịn cầu thang. Từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 của ngôi nhà thì cổ trụ tay vịn ở đây, quý vị nhìn thực tế ở đây toàn bộ sử dụng là gỗ lim. Mặt bậc của bậc cầu thang là ốp đá granite. Và tiếp theo cái phần giữa ngăn cách phòng khách và phần cầu thang ở đây thì chủ đầu tư có thiết kế một cái vách CNC. Vách gỗ ở đây rất là đẹp mọi người ạ. Thực ra nó cũng là một cái ý kiến phong thủy của ngôi nhà. Đây, rất là hợp lý. Đó, nó hơi bừa bộn một chút, nó hơi bận một chút thì mọi người có thể thông cảm giúp Ngọc Ánh nha. Bởi vì nếu như Ngọc Ánh không quay lên thì quý vị sẽ trách rằng tại sao có những cái căn nhà rộng như thế này mà em không báo với anh chị, đúng không ạ? Mọi người theo em lên khám phá trên tầng 2, 3, 4 của ngôi nhà để xem ngôi nhà này với 45m² thì ở trên tầng thiết kế như thế nào nhá. Và quý vị ơi, 45m², Ngọc Ánh xin nhấn mạnh lại, 45m² trên sổ đỏ, trên tầng 2 thiết kế như thế nào? Trên tầng 2 của ngôi nhà thiết kế gồm 2 phòng ngủ, cầu thang ở giữa và 1 phòng vệ sinh. Đây là căn phòng ngủ đầu tiên hướng ra phía bên ngõ. Đây, như quý vị nhìn thực tế nha. Trên tầng 2 đã được hoàn thiện xong chỉnh chu, gọn gàng, dọn đồ về ở được luôn. Với cái thiết kế cửa sổ thông thoáng hướng ra phía bên ngoài. Các phòng ngủ đều được thiết kế ống chờ, dây chờ và át chờ điều hòa. Và tất cả các cửa phòng thì đều được thiết kế hai lớp để thứ nhất là tính an toàn trong ngôi nhà và thứ hai nó cũng là cái độ thẩm mỹ mọi người ạ. Trên tầng 2 này cũng được lắp đầy đủ hệ thống trần thạch cao này, cũng như là hệ thống đèn led chiếu sáng âm trần. Gạch lát nền này là kích thước 60-60 vân đá. Đó. Cái màu sơn ở của ngôi nhà này thì nó không phải màu trắng mà nó màu vàng nhạt mọi người nha. Với một cái căn mà diện tích xây dựng độc lập, giá chào bán như thế này thì Ngọc Ánh xin nói luôn là rất là hiếm quý vị ạ. Rất là hiếm, đi ra tới bến xe Nghĩa chỉ 800m thôi, rất là gần. Cửa thông phòng thì được thiết kế là cửa gỗ công nghiệp mọi người ơi. Tiếp theo, phòng vệ sinh ở giữa thiết kế như sau. Cũng khá là rộng, chỉnh chu. Bồn cầu liền khối, hệ thống sen cây tắm nóng lạnh. Và một chút chút ở đây như Ngọc Ánh vừa chia sẻ thì thiếu một chút là cái lavabo là chưa lắp thôi. Thì nếu như mà căn nhà này Ngọc Ánh đang quay trong phần hoàn thiện ở những cái khâu cuối cùng, và nếu như mà khoảng tầm 1 tuần nữa mà chưa bán lại, chưa bán được thì Ngọc Ánh chắc chắn sẽ quay một cái căn chỉnh chu hơn, đẹp hơn để gửi lại cho quý khách hàng nha. Đây là căn phòng ngủ phía bên trong. Cửa sổ mở ra thông thoáng đầy đủ. Đây mọi người ạ. Đó, gió vào trong cửa này, ống chờ, dây chờ, át chờ điều hòa này. Đây, mỗi một cái căn phòng ngủ này diện tích của nó khoảng tầm 12 cho tới 13m², rất là vuông vắn, dễ dàng kê đồ nội thất các thứ bên trong mọi người nha. Đây, cửa thông phòng đây, quá là hợp lý luôn đúng không ạ? Đó, trên phía tầng 2 là đã thiết kế 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh. Vậy thì trên tầng 3 thiết kế như thế nào? Mời mọi người theo chân Ngọc Ánh lên khám phá tầng 3 của ngôi nhà nha. Và với tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế tương tự như tầng 2, gồm 2 phòng ngủ và cũng 1 phòng vệ sinh. Đây, như vậy, bước chân lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà. Ngôi nhà này có 4 phòng ngủ rất là rộng, 4 phòng ngủ riêng biệt, diện tích rộng, có chỗ để xe riêng, phòng khách, phòng bếp riêng biệt. Quá là hợp lý luôn mọi người ơi. Và ưu điểm lớn nhất của nó đó chính là được xây dựng duy nhất một căn. Đó. Nhà vệ sinh ở phía tầng 4 đây. Ngọc Ánh chia sẻ với mọi người rất là nhiều rồi. Cái giá trị bất động sản nó nằm vào vị trí mọi người ạ. Vị trí nó quyết định lên cái tầm tài chính. Bởi vậy nên là Ngọc Ánh vẫn chia sẻ với mọi người là cái căn nhà này nó giá rất là ok so với hiện tại của khu vực. Đây, cửa sổ đằng trước sau thông thoáng, ống chờ, dây chờ, át chờ điều hòa. Mọi người mà đang tìm cái căn nhà hướng Tây Bắc này, đang muốn gần gũi về bến xe Yên Nghĩa này, đi lại giao thông thuận tiện thì cái căn nhà này rất rất đáng để quý vị có thể lựa chọn. Diện tích rộng như thế này không hề nhiều mọi người nha. Và mời mọi người theo em lên trên phía tầng 4, tầng cuối cùng của ngôi nhà để khám phá xem 4 tầng của ngôi nhà này thiết kế có thực sự là hài hòa với cái diện tích và cái giá bán hay không nha. Và mọi người ơi, đây chính là phía tầng 4 của ngôi nhà. Thì tầng 4 của ngôi nhà thiết kế như thế nào ạ? Tầng 4 của ngôi nhà thiết kế gồm một cái phòng thờ, một khu vực để máy giặt và đây là chính là phần sân phơi của ngôi nhà. Đây. Rồi ôi, sân phơi rất là to, rất là rộng, rất là thoáng mọi người ạ. Đi lại rất là tiện.
gần với lại tuyến đường sắt trên cao Cát Linh. Đấy, Ngọc Ánh suýt thì quên với chia sẻ với mọi người là cái căn nhà này ngoài gần bến xe Yên Nghĩa thì nó gần với cái tuyến đường sắt trên cao Cát Linh. Đấy, với quý vị anh chị cô dì chú bác nào mà đi làm ở cái mạn Hà Đông này, ở trên Thanh Xuân này, thì cái căn nhà này chỉ có một chút là ra cái đường tuyến đường sắt trên cao và chúng ta đi bon lên này thôi, rất là gần. Đây là cái phần phòng thờ của ngôi nhà quý vị nha. Đó, như vậy với căn nhà này Ngọc Ánh sẽ chia sẻ lại với mọi người diện tích 45m², giá chào bán 2.450.000.000 đồng, bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Với quý vị nào có nhu cầu, hướng của ngôi nhà là hướng Tây Bắc, thiết kế của ngôi nhà thì gồm một cái phần để xe riêng, phòng khách, phòng bếp và 4 phòng ngủ, phòng thờ, sân phơi riêng biệt, đáp ứng tối ưu cái công năng sử dụng cho quý vị. Vậy thì mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin chi tiết hơn nữa, muốn đi xem cái ngôi nhà này như thế nào thì có thể vui lòng alo cho Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhá, 0983 013 403 hoặc 0888 041 444. Mọi người xem video của em thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho em, nhớ đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản tiếp theo từ Nhà Tốt nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.